Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam Bộ Phim TV, và mình là Trần Thảo. Mọi người ơi, từ trước đến giờ là các bạn xem vlog của Thảo của Nam Bộ Phim á, là mình chưa có thấy Thảo review một thương hiệu, đó chính là Bitcoin Rock, đúng không? Và ngày hôm nay Thảo sẽ review cho các bạn một mùi hương đến từ thương hiệu Bitcoin Rock này. Thì em đó có tên là Flower Bomb. Đây, rất là đẹp mắt luôn mọi người. Thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu em này luôn nha. Và mọi người ơi, hiện tại là Thảo đang đứng ở booth của nhà Bitcoin Rock để review cho mọi người mùi hương đến từ chai nước hoa Flower Bomb. Và đương nhiên là tâm trạng của Thảo hiện tại nó hoàn toàn khác với khi mà quay ở studio của Nam Bộ Phương. Bởi vì hôm nay là có cả cảnh, là có cả mọi người xung quanh, và hơn hết nữa là trên tay mình cầm một mùi hương mà từ trước đến giờ mình chưa có cơ hội ngửi được. Thì coi như đây là lần đầu tiên Thảo cảm nhận mùi hương này, và Thảo sẽ chia sẻ cho các bạn ngay lập tức luôn nha. À, đây là em Flower Bomb được ra mắt vào năm 2005, rất là lâu luôn mọi người, của nhà Bitcoin Rock. Và thật sự là Thảo cũng đang chấm hỏi rất là nhiều, bởi vì sao mà Thảo không, từ trước đến giờ Thảo chưa có ngửi qua mùi hương này. Và mình, trước khi mình nói về mùi hương á, thì các bạn hãy nghĩ sơ về cái phần thiết kế của em Flower Bomb này nha. Thì như trước đây á, Thảo có để ý là Hào cũng có làm mấy tập vlog về những chai nước hoa nam của Bitcoin Rock, và có làm kiểu chai bom quăng cái đùng nữa, cái đùng á mọi người. Thì đây, nếu như mà Hào cầm cái chai bom nó quăng vào Thảo thì Thảo sẽ quăng lại cái chai bom này. Đây là một trái bom mang một mùi hương đầy hương hoa và gợi cảm và nữ tính rất là riêng, đảm bảo là thánh hào luôn á. Thì ở phần thiết kế này Thảo đặc biệt rất là thích, mọi người biết tính Thảo rồi, Thảo thích những chai nước hoa mà có thiết kế trong suốt nha. Và ở chai nước hoa này Thảo thích ở chỗ là tên của thương hiệu được lồng ghép rất là hay luôn, đây ở cái miếng này. Ngoài ra là tên của chai nước hoa là Flower Bomb, và Bitcoin Rock là tên thương hiệu được khắc chính diện ở ngay nước hoa, ở ngay thân trên nước hoa luôn, mình có thể dễ dàng nhận thấy được. Và nhìn tổng thể các bạn có thể thấy là chai nước hoa này có một thiết kế khá là đơn giản, tuy nhiên đơn giản nhưng mà nó rất là sang nha. Thì các bạn có để ý là tiêu chí hiện tại của chúng ta là cái gì nó càng đơn giản thì nó sẽ mang một cái xu hướng, một cái sắc màu nó càng sang trọng, đúng không? Và Thảo thích một điểm nữa, đó là những cái đường khắc như thế này, ngoài là tái tạo một trái bom ra, thì khi mà các bạn đặt lên, ví dụ nó có ngã thì nó cũng sẽ không bị lăn và dễ đổ vỡ, thì nó sẽ bị khựng lại như thế này. Đó, đây là một cái chi tiết mà ở trong phần thiết kế là Thảo rất là thích nha, coi như là cảm thấy rất là thích rồi. Thì thích rồi thì sao, thì thử mùi thôi chứ sao. Bây giờ Thảo sẽ thử mùi hương của em Bitcoin Rock Flower Bomb này cho mọi người nha. Thì hồi nãy trước khi mà Thảo quay vlog này, Thảo cũng có hỏi sơ về các chị tư vấn ở đây, thì các chị nói là mùi hương này mang nốt hương đầu tiên là trà và cam bergamot. Thì để Thảo ngửi thử xem. Đúng là hồi nãy Thảo xịt ra thì Thảo thực sự là Thảo không có nghe rõ cái nốt hương bergamot đâu, nhưng mà Thảo nghe được nốt hương trà nha. Và tiếp theo là tầng hương hoa. Thì các bạn có để ý là ngay tên của chai nước hoa là Flower Bomb là cũng đã tái hiện, đó là thể hiện sơ lược về những cái nốt hương ở trong đây. Tuy nhiên mình không có biết nốt hương gì thôi, mình chỉ biết là những nốt hương hoa thôi. Và nổi trội đó chính là hoa hồng và hoa lan. Thì thực sự là Thảo có cảm nhận được nốt hương hoa hồng và hoa lan ở trong đây nha. Và nốt cuối cùng là nốt hương của hoắc hương, xạ hương. Thì ở cái chai nước hoa này Thảo rất là thích ở chỗ là nốt hương đầu tiên là cảm nhận rõ vị của trà luôn. Cái nốt hương trà ở đây á, giống như là cái khứu giác của Thảo nó có một cái mùi, một cái vị gì đó lạ lạ, sau đó lại chuyển mình qua nốt hương hoa hồng, hoa lan. Thì hoa hồng mang cho Thảo một cái cảm giác là nó rất là quyến rũ, nó là bí ẩn. Còn hoa lan á là mang một cái phong thái, một cái sắc thái là trong sáng. Thì hai cái thái cực này cộng lại với nhau ra một mùi hương, Thảo cảm nhận đây là một cái sự kết hợp nó khá là ăn ý. Và cuối cùng động lại ở trong mình đó là mùi hương của hoắc hương và xạ hương. Thì hoắc hương này nó đem lại cho Thảo một cái nốt hương cuối cùng là nó khá là ấm áp nè, nó gần gũi. Tất cả ba mùi hương hòa quyện lại với nhau ở trong, động lại trong mũi của Thảo á, thì nó là một chai nước hoa mà Thảo cảm nhận là khi mà Thảo xịt chai nước hoa này, đúng như tên gọi luôn mọi người, bomb có nghĩa là nổ bùng cảm xúc lên. Hoặc là mình sử dụng mùi hương này thì cái đối phương, đối tượng mà mình muốn tiến lại gần á thì người ta cũng sẽ vỡ òa, bởi vì mùi hương này, ồ, cô gái này sử dụng mùi hương này khá là đặc biệt nha. Thì theo Thảo cảm nhận, mùi hương này thứ nhất ngọt là gu Thảo rồi, thứ hai packaging mang một cái thiết kế thủy tinh trong suốt gu Thảo luôn. Thì tại sao mà Thảo không gọi là sao ta, Thảo đến bây giờ Thảo vẫn cảm thấy rất là hối tiếc, bởi vì sao mà đến bây giờ Thảo mới biết mùi hương này nó khá là muộn. Tuy nhiên muộn còn hơn là không, đúng không mọi người? Cho nên là Thảo nghĩ là nếu như các bạn có thật sự là xem chiếc vlog này rồi và có những bạn mà cùng mua với Thảo thì cũng đừng nên mà bỏ qua em Flower Bomb này nha. Và mình chia sẻ thêm về cái độ đa dụng của em này. Theo Thảo, mùi hương ngọt này á thì mình có thể sử dụng vào mùa thu đông, và hiện tại là mình đã vào tầm tháng 10, đầu tháng 11 rồi, thì mình sử dụng mùi hương này khá là thích hợp. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng để đi đi du lịch, ví dụ như mình đi về phía Bắc xịt 3 shot, 4 shot cũng không có
hề hứng gì hết với lại cái thời tiết cuối năm như thế này. Còn về độ lưu hương thì đương nhiên là Thảo chưa có thể chia sẻ cho các bạn về độ lưu hương được, bởi vì em này Thảo chưa có, mới xịt lên người thôi, chưa có đủ thời gian để mà mình có thể rút ra được là em này có thể lưu hương được bao lâu. Thì Thảo thấy đa số mọi người nói là em này có độ bám hương khá là tốt. Nếu như các bạn xịt lên quần áo á, thì mình có thể lưu hương từ 8 đến 10 tiếng thì coi như là được nửa ngày rồi, đúng không mọi người? Thì nếu như mà em này lưu hương tốt như vậy á, thì Thảo cảm thấy là không có điểm gì để chê hết. Thì thật sự là em này phải nằm trong bộ sưu tập nước hoa nhà Thảo thôi mọi người, quá là ưng ý luôn nha. Nếu như các bạn có mang đi du lịch hay là đi đâu đi di chuyển thì nó cũng không quá là bị cồng kềnh. Nói chung là hôm nay là Thảo đến đây để mà review nhanh về cảm xúc của Thảo đối với những chai nước hoa mà Thảo lần đầu tiên ngửi thấy. Thì mong mọi người nếu như mà có xem chiếc vlog này mà Thảo có những sai sót gì thì không, mong mọi người bỏ qua, hoặc là các bạn có thể chia sẻ với Thảo bằng cách là comment bên dưới nha. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam Bộ Phim TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình. Và mình là Trần Thảo, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.